Triều Lê Dịnh đắc tội gì mà đạo diễn Ai là hung thủ tuyên bố không muốn tiếp tục hợp tác? Trong bài phỏng vấn mới đây, Tiêu Ương tiết lộ đạo diễn Ai là hung thủ không muốn hợp tác thêm với Triều Lê Dịnh, nguyên nhân khiến nhiều người bất ngờ. Sau 3 ngày lên sóng, Ai là hung thủ chính thức mở điểm đầu ban ngày 8 tháng 12. Bộ phim nhận được mức điểm 7.1 với hơn 35.000 người tham gia đánh giá, trong đó chiếm nhiều nhất là các lượt đánh giá 4 sao và 3 sao. Số lượt đánh giá 5 sao cho bộ phim chiếm 15,3% và số lượt đánh giá 1 sao chỉ chiếm 1,8%. Một trong những lý do khiến bộ phim Ai là hung thủ được kỳ vọng sẽ là bâm tấn màn ảnh nhỏ trong giai đoạn cuối năm vì tác phẩm lần này có sự góp mặt của những ngôi sao thực lực. Đặc biệt là có sự chỉ đạo của vị đạo diễn Tôn Hảo, ông cũng là đạo diễn của bộ phim Khánh Dư Niên, từng làm mưa làm gió trên màn ảnh năm 2019. Tôn Hảo cũng từng được đề cử ở hạng 1, đạo diễn xuất sắc nhất tại giải Bạch Ngọc Lan với Khánh Dư Niên. Không chỉ vậy, Ai là hung thủ cũng là bộ phim thứ hai mà Tôn Hạo hợp tác với Triều Lê Dịnh sau dự án thực tập sinh cách đây 6 năm. Mới đây, Tiêu Ương, một trong bộ ba của phim, đã nhận lời phỏng vấn và chia sẻ vài điều về bộ phim cũng như dàn diễn viên. Đáng chú ý là khi nam diễn viên tiết lộ về Triều Lê Dịnh, cách đây vài hôm, đạo diễn Tôn Hạo, người cầm lái tác phẩm của chúng tôi chia sẻ, dù rắc của ai là hung thủ có khủng như thế nào đi chăng nữa, thì cũng không muốn hợp tác với Triều Lê dịn và Động Tự Kiện nữa. Khi phóng viên hỏi nguyên nhân vì sao đạo diện lại có suy nghĩ và quyết định như vậy, thì nam diễn viên Tiêu Ương khiến khán giả phì cười với câu trả lời. Đạo diện nói rằng, Triều Lê nhịn Động Tự Kiện quá chăm chỉ. Ngoài sức tưởng tượng của tôi, hai người họ luôn đến phim trường sớm nhất, khiến chúng tôi có muốn ngủ nướng cũng không nợ nếu có cơ hội hợp tác lần nữa thì họ phải mua cho đào diện cái túi giữ nhiệt hay chậm ấm gì đó, không thì thời tiết lạnh thế này sao mà dậy nổi. Xưa giờ Triệu Lệ Dịnh vốn là tâm đương liều mạng trứ danh của làng giải trí hoa ngự. Sau nhiều năm vật lộn, Triệu Lệ Dịnh đạt được rất nhiều thành tích và có chỗ đứng nhất định trong làng giải trí. Đến nay cô được biết đến là nữ hoàng rất tinh đỉnh đám của số biết hoa ngự. Dù là ngôi sao hạng A đỉnh đám, được săn đón nhất nhì hiện nay, nhưng Triệu Lệ Dịnh không vì thế mà tọn vẹn ta đây hơn người vẫn đối xử với mọi người một cách ấm áp, chân thành. Hiện tại, ai là hung thủ vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Ai là hung thủ kể về một vụ án mạng liên hoàn xảy ra vào thời điểm 16 năm trước đây, nhưng chân tướng sự việc vẫn chưa được hé lộ. Có rất nhiều người liên quan đến vụ án này, hơn nửa chín họ cũng có những bí mật không thể tiết lộ cho ai biết. Dàn nhân vật chính bao gồm thẩm vụ, triều lệ diện đóng, lãnh tiểu binh, tiêu ương đóng và hạ mộc, động tự kiện đóng đều có liên hệ chặt chẽ đến việc này. Ai là hung thủ được khen ngợi vì cốt truyện chặt chẽ, ai là hung thủ được khen ngợi vì cốt truyện chặt chẽ, nhịp phim nhanh mang lại cảm giác hồi hộp và các diễn viên đều làm tốt vai trò của mình. Dù được đánh giá cao về nội dung, Ai là hung thủ của chiều lời nhịn lại tiếp tục nhìn vào những bê bối hậu trường khiến nhân tình phải chán nản. Ngay từ khi chưa lên sóng, Ai là hung thủ bị tố đạo nhái poster phim Nhật Bản Lego 2. Đoàn làm phim không chối bỏ mà nhanh chóng xin lỗi tạo được thiện cảm cho khán giả. Nhưng đáng tiếc sự cầu thảo của tổ đạo cụ và hậu kỳ là có thật. Chỉ trong hai ngày vừa qua, ai là hung thủ liên tiếp dính ba lùm xùm khác nhau. Đầu tiên là chuyện vô phim, phim vô ý đưa ảnh cụ Tổng Thiến làm hình minh hạ trên bước tường dán ảnh manh mối vụ án. Ekip bộ phim phải vội vàng lên tiếng. Ekip bộ phim phải vội vàng lên tiếng nhận sai. Tông Thiến cũng không phải người hay để bụng, nhẹ nhàng trao qua bằng một bài đăng hài hước trên mạng xã hội vừa mới xin lỗi ngất mồm, ekip ai là hung thủ lại bị soi ra dùng cảnh ảnh hẹn hò của Vu Hòa Vị và Vương Lệ Khôn vào phim. Đáng chú ý đây là hình ảnh nhạy cảm vì khi đó Vu Hòa Vị đã có gia đình, Vương Lệ Khôn bị xem là tiểu tam phá hoại hạnh phúc người khác. Chính vì vậy hai người chắc chắn không được vui vẻ như Tông Thiến. Chưa dừng lại ở đó, phim tiếp tục bị tố đạo nhái một poster khác. Đến lúc này không biết ai là hung thủ, phải... đến lúc này không biết ai là hung thủ phải ra thêm bao nhiêu thông cáo xin lỗi nữa mới đủ. Cư dân mạng tỏ vẻ thất vọng vì ekip ai là hung thủ làm việc không có tâm, một số thuyết âm mưu còn cho rằng phim cố tình tạo phốt để lôi kéo sự chú ý.